Dạ thì lời đầu tiên em xin gửi chào tới anh Quyền Linh, Chào em. chị Hồng Vân, Chào em. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay. Trước khi giới thiệu thì em muốn gửi một bài thơ tặng đến chương trình. Rồi, để mời em. Nó phấn khích một xíu. Dạ. 25 xuân đã trôi qua mà duyên thì vẫn ngập ngừng ở đâu. Tôi nào có phải tiên nhân, làm sao đoán biết khi nào tới duyên. Chỉ còn có cách tới đây gặp ông bà mối tham gia chương trình, biết đâu gặp phải gia nhân, kết giao quyến thuộc, mãi luôn ân tình. Hôm nay trời đẹp nắng xanh, kính chúc khán giả một ngày an vui. Chúc luôn cô chú mối duyên có thêm sức khỏe, kết duyên được nhiều. Cùng chúc em gái sát màn luôn luôn hạnh phúc đẹp xinh trọn đời. Lại chúc tổng thể chương trình ngày càng phát triển, có nhiều lượt view. Chúc xong tất cả chúc mình tự tin bình tĩnh, ắt gặp người thương. Thay mặt chương trình cảm ơn em. Dạ. Ở trong đó chị thấy có một câu gì là ước gì gặp giai nhân á, thì chắc câu đó của em chắc là em sẽ đạt được ý nguyện đó nha em. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em. Dạ. Em xin giới thiệu là em tên là Lê Xuân Sinh ạ. Bút tranh của em là Tự Thanh Xuân, tại vì em hay làm về thơ. Em đến từ thành phố Đà Lạt ạ. Năm nay em là 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là em có kinh doanh shop thời trang và cũng có làm bên mảng bất động sản ạ. Em là sống và làm việc tại Đà Lạt luôn. Dạ, nhà em ở Đà Lạt. À, Đà Lạt luôn. Xuân, Thanh Xuân là... Dạ, Tự Thanh Xuân ạ. Là bút danh luôn. Dạ, bút danh của em ạ. Thanh Xuân như một tách trà đó hả? Dạ. Rồi, nhìn qua nhìn lại hết bà Thanh Xuân. Dạ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào tất cả mọi chào người. Em. Em là Nguyễn Thị Quyên, em làm tại ngân hàng Sacombank. Em năm nay 27 ạ. À, Quyên 27. Dạ. Còn Xuân là? Dạ, em 25 ạ. 25. Gái lớn 2, trai lớn 1. Được. Nhưng mà Quyên, em quê em ở đâu? Em ở Hà Nội. Nhưng mà hiện nay thì Quyên làm việc ở đâu? Ở Bình Thạnh á, lên. Không sao, Đà Lạt cũng là thành phố du lịch mình thường xuyên đi mà. Không, bởi vì là mong ước của em là em được lấy chồng Đà Lạt. Trời ơi. Vậy là hợp lý rồi. Hợp lý. Chương trình đã tìm hiểu kỹ lắm em ơi. Tìm cũng cả năm trời mới ra người cho em đó. Bây giờ em, điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng. Em không có nóng tính. Còn điểm yếu của em là em khá là nói nhỏ. Thì cái điểm yếu đó khắc phục được mà. Có thể đi học tiếng nói sân khấu. Bên sân khấu chị có khóa đó nha. Em trai có ưu điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em biết làm việc nhà. Biết nấu ăn. Không rượu bia, không bài bạc, không thuốc lá. Em có thể biết quan tâm chia sẻ. Và em rất là trung tính. Điểm yếu của em là em hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà ý là mình vẫn kiềm chế được. Nếu mà ví dụ như sau một cái trận cãi vã thì em thường lên phòng nằm đắp chăn nằm ngủ. Nóng thường ta làm gì chứ nóng đắp chăn. Dạ không, ở Đà Lạt là hơi lạnh anh. Dạ. Đà Lạt lạnh là đắp chăn mà nóng quá cũng đắp chăn luôn. Dạ, ở đó đắp chăn cả ngày. Vậy là cũng được rồi. Cô gái rất thích cái tính này bởi vì thằng ông mà không có nóng nảy mà nóng quá thì đắp chăn là xong. Ủa em, tình em có mấy mối tình rồi? Dạ hai. Những người đó có giống như là em mong muốn không? Dạ có, ai cũng thương, ai cũng chiều hết. Vậy tại sao lại chia tay? Cái mối tình đầu tiên chia tay là do người ta phải lựa chọn giữa em và gia đình. Như vậy thì khó cho anh ý quá, cho nên anh phải chọn gia đình, không chọn em được vì em ở xa quá. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là bởi vì em con nít quá, người ta không có muốn. Kiểu là người ta muốn một người trưởng thành hơn. Nhõng nhẽo quá phải không? Dạ. Tật xấu là nhõng nhẽo đó, bây giờ mới lòi ra nè. Nhưng bây giờ còn nhõng nhẽo dữ lắm không? Còn con nít đâu? Cũng y chang, không có khác gì. Thôi chang hả? Chịu được tính con nít với nhõng nhẽo không? Dạ, chịu được anh ạ. Chịu được hả? Dạ. Nếu chịu nổi lên đắp chăn ha. Dạ. Em, có mấy mối tình? Trước giờ em chỉ có một mối tình thôi ạ. Dài không? Dạ, 10 tháng anh ạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì là em thì do em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì chưa xác định nên là hai bên nó có xảy ra mâu thuẫn. Tiến nhanh vậy, mới có 10 tháng mà muốn tiến luôn rồi đó hả? Có thể bên kia thấy sớm quá đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em, nếu mà tìm hiểu được là em phải tiến tới hôn nhân liền đúng không? Dạ, nếu mà em cảm thấy hợp á thì sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng mà thời gian thì phụ thuộc cả bạn nữ. Còn em thì sao? Dạ. Em có muốn tiến tới hôn nhân liền không? Em muốn lấy chồng năm em 28 tuổi. Năm nay là em 27. Chào em gái dễ thương. Chào anh. Vậy là còn một năm nữa không sao? Thì một năm để tìm hiểu đó. Được. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng với mẫu hình như thế nào? Em chỉ mong người đó giống ba của em thôi. Tìm người yêu á mà giống ba với mẹ là khó lắm, bởi vì ba mẹ là một cái thần tượng
những người thiêng liêng nhất rồi, mà tìm giống người đó là khó lắm á. À, anh em thì còn được, anh cũng khó chứ đừng nói là ba đó. Đổi đi, đổi giống chú Quyền Linh đi. Ủa anh Quyền Linh đi luôn. Một cái người nào mà nó dễ hơn chút xíu được không? Thì em thấy ba em cũng thuộc dạng tiếp bình thường mà, là lo cho gia đình và yêu thương vợ con thôi. Còn hình dáng thì sao? Hình dáng thì cũng bình thường, cũng cao, cao mét 6 mấy à. Cao mét 6 mấy à? Trắng, da trắng hay là da đen? Da đẹp trai không? Trắng nhau. Em với ba em mặc y chang nhau. À dạ, vậy là ba em đẹp trai đó. Thành ra là tôi qua bển tôi coi được không? Coi đi. Nghe ha. Đàn trai cũng gọi là công tử lắm hà. Vậy à? Trắng trẻo ha. Chứ rồi bên tôi là mỹ nhân á nha. Thôi. À gia nhân chứ. Dạ em chào chị ạ. Ồ cưng, chào cưng. Hồi nãy là cưng ước mơ có gia nhân đúng không? Dạ. Cầu được ước thấy đó nha. Dạ. Em, chị nhìn em chị có cái cảm giác giống em bước từ trong truyện Kiều em bước ra. Như thúc sinh hay là nhà thơ mà. Em thích cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái em thích là ưa nhìn ạ. Nói chung là biết quan tâm chia sẻ, cũng hòa đồng vui vẻ. Em không có cái mẫu hình lý tưởng nào, chỉ cảm thấy mình thực sự rung động thì mình thích thôi. Thấy ngay lần đầu nhìn người ta rung động là được thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, rồi cái mình cho hai bên gặp mặt xem với ánh mắt đầu tiên họ có rung động hay không. Em gái đi với ai Quyên? Em đi với chị của em, bạn đồng nghiệp và cô đồng nghiệp luôn ạ. Chào nhà gái. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em là chị của Quyên. Thật ra nãy giờ quan sát bạn trai cũng hơi kỹ, thấy bạn cũng hơi khép nép, thì không biết bạn có thể thể hiện được cái bản lĩnh đàn ông của mình một tí trên sân khấu được không ạ? Mình anh hít đất cho chị coi coi nó khỏe không. Đó, muốn mấy cái mấy, hít chừng nào. Trời ơi, thấy chưa? Đó, chị thấy chưa? Người ta bản lĩnh. Được rồi, cứ hít thôi đó. Thôi thôi. Được chưa? Dạ. Mình muốn hỏi là cái xu hướng của Quyên là Quyên muốn là sẽ về gần người yêu, thì không biết là bạn có thể sắp xếp như thế nào đó để cho Quyên có thể về Đà Lạt, hoặc là bạn có thể lên đây để hai bạn gần nhau được hay không? Cái này chúc cho hai trẻ họ tự hứa hẹn với nhau, họ tự giải quyết đi. Rồi, cảm ơn. À Xuân đi với ai Xuân? Dạ em đi với em của em ạ. Em đâu? Gái hả? Dạ em gái được không? Dạ em họ ạ. Em họ rồi, chào em gái. Dạ chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Em chào chị cùng tất cả các khán giả trường quay. Em thấy chị gái thì dễ thương, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Em nghĩ là anh chị em thấy hợp. Nếu có thể thì cho nhau cơ hội để hai người tiến tới. Rồi, cảm ơn em gái. Nói chung là hai gia đình góp ý nhẹ nhàng vậy thôi. Còn quan trọng là mình có rung động hay không, đúng không Xuân? Dạ. Rồi bây giờ rồi, mở rào. Bắt đầu đi Xuân. Không gian này là của em đấy. Anh chào em. Anh có món quà tặng cho em. Anh có 3 món quà luôn. Món quà đầu tiên là bản thiết kế xe của anh, do anh tự thiết kế. Và thứ hai là tập thơ 30 bài do anh tự sáng tác. Và trong đó có một bài tặng riêng cho em. Em cảm ơn anh. Và anh có món quà thứ ba là dạ gửi tặng tới em cũng như là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Một ít của đặc sản Đà Lạt mang tới để mình thưởng thức. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Em hy vọng là sau cuộc gặp mặt này thì hai đứa mình cũng sẽ có thể sống đời với nhau giống như cây này. Trời dạ, ơi. Rồi, cảm ơn em nhé. Ngọt ngào quá. Em gái mở tập thơ ra thử xem anh ấy đọc tặng em bài gì vậy, có thể đọc được không? Bài anh tặng riêng cho dạ. Em đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em đọc bài này ha. Đọc đi em, đọc bài đó thử xem. Chào em cô gái trước màn, hôm nay gặp được khá là phải duyên. Anh đây số phận tan hàng, gặp em mà ngỡ nằm mơ giữa chiều. Anh thì chẳng biết ca đàn, nấu cơm quét dọn công nào cũng ngon. Được thêm cái tính thật thà, nói yêu là cưới, dễ đâu dối lừa. Ngoài ra lại rất đàng hoàng, tấm lòng chung thủy một lòng yêu em. Suốt ngày làm lụng kiếm tiền, xong công hết tháng đưa về cho em. Yêu anh em sẽ an nhàn, chẳng lo cờ bạc rượu chè bê tha. Cuộc đời sẽ chẳng thể nhàn, cùng em đi khắp thế gian hữu tình. Em ơi, ngày ấy đã tàn,
còn gì em phải đắn đo nghĩ nhiều. Nhẹ tay ấn nút hạ màn, trao nhau cơ hội, đôi ta hẹn hò. Hay quá. Cái bài thơ này xong rồi là Linh Vân đâu còn vai trò gì nữa. Đúng rồi, nói chung là chốt luôn rồi đó. Chốt luôn rồi. Ừ. Em gái cảm nhận thế nào về bài thơ đó? Em cảm thấy xúc động quá. Giống như kiểu là tất cả những gì em mong ước nó nằm hết ở đây á. À, trước khi mà em lên sóng, em bị mất ngủ 2 ngày luôn. Tại em cảm thấy rất là hồi hộp á. Em cảm giác là duyên phận của em nó cũng khá là lận đận, mà em luôn mong muốn em tìm được một người để em có thể kết duyên cùng người đó. Hôm nay em gặp anh ấy tặng em bài thơ này, em cảm thấy giống như kiểu đây là định mệnh của đời em. Rất là xúc động đúng không? À, gần như nghẹn ngào luôn đấy. Anh thấy trong giọng nói của em như thế. Em thấy con người của anh như thế nào? Dạ, em cảm giác có tình cảm với anh ấy ngay từ lần đầu. Đấy. Không, thực sự đó là cái cảm giác thật. Cảm giác đầu tiên. Cho nên là khi nghe bạn nói, mặc dù không nhìn mặt bạn, nhưng mà tự nhiên Vân cũng rất là xúc động luôn. Sau khi nghe những cái tâm sự của bạn gái thì em thấy thế nào? Dạ, bạn gái thì cũng xinh xắn, dễ thương, hiền lành, dịu dàng ạ. Là cũng đúng mẫu người em thích. Anh nghĩ là khi mà em ở Sài Gòn như vậy, còn anh ở Đà Lạt như thế thì chuyện hai đứa mình sẽ như thế nào? Thì nói chung là anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để mà một tháng có thể xuống thăm em được 1-2 lần. Em có thể lên thăm anh được không? Được. Nếu như tiến tới hôn nhân thì mình sẽ phát triển kinh tế ở Đà Lạt hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em thì ở Sài Gòn cũng được, ở Đà Lạt cũng được, miễn là để có tình yêu thôi. Hay quá vậy trời. Em hỏi anh một câu nữa được không? Được. Em ở Hà Nội anh có thấy xa không? Cũng xa, nhưng mà nói chung là nếu mà vì tình yêu thì mình vẫn có thể chấp nhận được. Nếu mà lấy nhau thì một năm anh cho em về thăm ba mẹ em bao nhiêu lần? Lúc nào em cảm thấy nhớ nhà thì em có thể về thăm nhà. Cũng không nhất thiết là phải bao nhiêu lần. Anh có về cùng em không? Chắc chắn là có chứ. Tết này anh có về cùng em không? Cái này thì nói chung là mong là hai đứa mình tiến xa hơn thì anh sẽ về quê Hà Nội cùng em. Hà Nội đang chờ đón anh. Đà Lạt cũng đang chờ đón em. Tất cả mọi thứ đều tan chảy. Gần như mọi thứ đều chảy hết. Trời ơi, tại sao có những điều ngọt ngào như thế giữa một cái nắng chói chang thành phố Hồ Chí Minh thế này. Không còn gì để nói nữa, quay ghế lại đi. Chúng ta chỉ còn làm động tác, đó là bấm nút hay không bấm thôi. Nếu đúng những lời ngọt ngào, những ngôn tình nãy giờ, thì tin chắc rằng các bạn đã tìm đúng đối tượng. Và đừng do dự gì khi trái tim mình đang thổn thức, hãy bấm nó để khắc khoải trong tình yêu, để yêu thương nhau nhiều hơn. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ quyết định. 1 2. Ai. 3. Hết thời gian. Đẹp lắm. Nắm chặt nhau. Gần như họ gặp nhau lúc nào đó. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên đi. Từ từ đã. Chưa để nguyên. Nó phải cảm giác cái nụ hôn. Nào, từ từ nha, chừng nào tôi nói lấy ra mới lấy nha. Để vô, từ từ, để vô. Hít, hít, để nguyên, hít mạnh lên. Hít mạnh lên. Thế nào? Dạ. Hả? Dạ, cảm giác khá. Rung mình luôn. Đâu, bây giờ bạn hôn lại đi. Bạn hôn lại Quyên. Xem cái cảm giác. Hôn lại nhớ anh ý sợ của anh bật ngửa. Không. Hôn đi Quyên. Nào. Hôn thế. Hôn nó phải có tiếng. Hôn một cái chốc là đấy, vậy đó. Hôn phải có tiếng, làm lại cho nó có tiếng nào. Hôn một cái chốc nè. Mạnh lên. Đấy. Dễ thương nhá. Hà Nội ơi, Đà Lạt đang chờ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ thông báo tin vui cho chương trình nha. Quỳnh Linh và Hồng Vân xin gửi các bạn một những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để yêu nhau nhiều hơn nha.
chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén, và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Dạ rồi, cảm ơn khán giả. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc.